Lộc Phụ Hồ theo huấn hoa hồng Phú Lê học làm giàu, vợ ở nhà đang trạng thái khóc lóc buồn bã chia tay. Lộc Phụ Hồ từng có hoàn cảnh khó khăn, mọi thành quả hôm nay là do anh tự thân phấn đấu. Trước kia vốn làm đủ công việc mưu sinh rồi nổi lên sau những video dạy mọi người cách trộn vữa Phụ Hồ. Ngoài sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, điều khiến mọi người ngưỡng mộ ở chàng trai này đó chính là tình cảm của anh dành cho vợ. Tuy nhiên, mới đây, vợ Lộc Phụ Hồ bất ngờ đăng dòng trạng thái lạ khiến nhiều người nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ của Lộc Phụ Hồ là Kim Thủy chia sẻ hình ảnh một mình kèm dòng trạng thái phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Một số người cũng đã để lại bình luận khuyên can hai vợ chồng làm lành. Tuy nhiên, đáp lại thì cô chia sẻ bởi vì vô tâm mà đánh mất đi hạnh phúc và gia đình. Về phía Lộc Phụ Hồ, anh lại chia sẻ những hình ảnh thân mật bên vợ của thầy Huấn và còn một số hình ảnh anh đang rất vui vẻ chén chú chén anh với thầy Huấn Hoa Hồng, idol Phú Lê và các anh em giang hồ mạng khác. Hiện tại dân tình vẫn đang khá hoang mang trước nghi vấn rạn nứt của vợ chồng Lộc Phụ Hồ. Trước câu hỏi của mọi người, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng giải thích.